Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video. Ở video này, KTV xin chia sẻ cùng quý vị rút BUSD từ ví Sepol chuyển lên cái sàn Binance. Ở đây KTV sẽ sử dụng trình duyệt trên cái ví Sepol mở rộng và KTV đã đăng nhập vào tài khoản sàn Binance, chọn vào ví, chọn vào tổng quan ví. Chọn vào Fiat and Spot. Tìm đến BUSD, chọn vào Lạp. Mạng lưới, chọn cái mạng lưới BNB Smart Chain BEP20. Copy cái địa chỉ này. Rồi đã copy. Bây giờ KTV sẽ vào cái ví Sepol mà KTV đã cài đặt trên cái trình duyệt web này. Rồi chọn vào BUSD, chọn vào gửi, dán cái địa chỉ vừa copy vào. Quý vị cần kiểm tra chính xác địa chỉ, ô số tiền, nhập cái số lượng. KTV sẽ nhập cái số lượng là 10 BUSD, chọn vào xác nhận, chọn vào tiếp tục. Chọn vào kết nối lại. KTV sẽ kết nối lại cái tiện ích mở rộng Sepol với lại cái app trên điện thoại. Rồi KTV sẽ xác nhận trên điện thoại. Rồi, KTV sẽ thao tác lại. Ok. Và quý vị có thể chờ khoảng độ 1 đến 2 phút chờ cái mạng lưới blockchain xác nhận. Ở đây KTV đã gửi hai lệnh này. Đây là KTV thực hiện cái lệnh chuyển này để làm cái nhiệm vụ airdrop trên cái ví Sepol. Rồi, quý vị có thể kiểm tra BUSD đã về đến ví rồi. Ok, và đến đây KTV xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.